Ok, xin chào tất cả em đã trở lại với kênh Dĩ Khả năm ơi. Và sau cái bot xanh bot lần mà bot bot 85 thì ngày hôm nay thì Khả đang làm video ngắn gọn lại cho anh em xem. Thì gồm những đồ gì trong cái bot này em ơi, cũng như là cho anh em xem cho nhanh em ơi. Bot 85 thì Khả đã thu được cho mình đó là một cây hút sinh lực 7. Đó, cái kết này hút sinh lực 7. Chắc là bán cho những ông kỳ tiền giúp được vài kill em ơi. Rồi, một đại lương kháng lôi 29 làm cho sinh lực 30 thì đại lương này chắc khoảng tầm kim hơn em ơi. Cao lắm kim rưỡi. Rồi, một áo hồi 40 sinh lực 128 còn lại 19, áo này chắc còn được hơn kim rưỡi nữa mà, hơn một kim rưỡi. So đến thời điểm hiện tại bây giờ thì hơn một kim rưỡi, là lưng kim rưỡi. Đây là 140 còn 2, này cũng được hơn kim rưỡi nữa mà. Rồi, một cái ngọc kháng hỏa 25, cái này khả nghĩ chắc vậy đùm xu. Này chó kháng hỏa này làm foil thôi mà, cũng không sao được, chắc bỏ làm foil thôi. Nhìn hơi đẹp đẹp cho anh em xem, không ăn thua nữa mà, bỏ nè. Rồi, một cái vũ khí kháng lôi 24, cái này chắc được 200 xu. Ngọc bòi kháng lôi 19, sinh lực 129, ngọc bòi 540, cái này cũng được kim rưỡi cho đến 2 kim này. Nói chung là cũng được vài món như thế này trong cái bát này, ở bát 85 này thu về cũng được 1 kim rưỡi, 2, 3 kim. Nói chung là 3 kim cái này chung là cũng được, bán chắc cũng được tầm 7-8 kim rồi đó nè, nếu bán rẻ chắc được 7-8 kim rồi mà. Rồi, tổng đồ ở cái bát 85 thì chúng ta cùng xem sơ qua thì sẽ được khoảng tầm 3 kim này, 3 kim như này cho kim rưỡi nữa, 4 kim rưỡi này cho 2 kim nữa đây, 6 kim rưỡi, 2-300 xu, đây 500 xu nữa, trong khoảng tầm 7 kim rồi mà. Cái kết này khoảng tầm 1 kim nữa, cho 8 kim. Kết này nếu ai mua khoảng tầm kim rưỡi là bán được. Rồi, sẽ vào đồ tiếp rồi nè, đồ nó chỉ dạy thôi nè mà. Khả năng tìm bao tay ẩn 1 mà không ra nè mà, làm chồng 40 ống 1 không ra, cũng như là cái áo kim nam mà không ra, ra nữ muốn đâu chứ, ngày ở bát này khác đâu nè mà. Rồi, trong thì đỡ những video tiếp theo Khả sẽ làm cho anh em theo dõi hơn nha. Và động tổng đồ bát này chỉ được như vậy thôi mà. Rồi, kính chúc anh em xem video vui vẻ nha. Chúng ta sẽ tiếp tục đến bát 86 cho anh em theo dõi nha.